Minh Châu Rực Rỡ hiện đang là bộ phim tình cảm Thái Lan nhận được nhiều sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Bộ phim đang bước vào giai đoạn cao trào với hàng loạt các tình huống hài hước và siêu đáng yêu của cặp đôi chính. Cặp vợ chồng Mok và Ran không ngừng khẩu chiến và đối nghịch nhau trong mọi hoàn cảnh. Ran giả vờ là gay và đang yêu đương với Ruth, mục đích chính là để Mok từ bỏ ý định mà rời xa mình. Thế nhưng, cậu bạn thân Ruth và Mok lại liên kết để chọc tức Ran. Vì để chọc tức Ran, Mok đã cố tình mặc đồ ngủ gợi cảm, sau đó đến phòng của Ruth để xin ngủ nhờ. Và anh chàng Ran lúc này chắc chắn không thể không nóng vội, lập tức cầm áo sơ mi đến phòng của Ruth và bắt Mok phải mặc vào. Dĩ nhiên là Mok sẽ phản kháng và từ chối, thậm chí cô nàng còn ôm tay Ruth rất tình cảm. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.